Rồi câu số 40 cho hình chớp tứ giác đều cạnh đáy bằng A. Như vậy đáy là hình vuông cạnh A hả chị? Nó đã nói là chớp đều thì cái đường cao của mình từ điểm ớt mà hạ xuống nó sẽ trùng với tâm của đáy hả chị? Tức là mình có luôn cái tính chất đó rồi. Vậy đáy là hình vuông em vẽ ra nè. Để tìm cái điểm ớt thì từ cái tâm này mình dựng thẳng đứng lên trên. Rồi sau đó mình nối lại thôi. Mình có ít ô vuông góc với đáy và đáy là hình vuông có cạnh bằng A. Như vậy thì thể tích V này sẽ là 1 phần 3 nhân diện tích đáy bình phương là A bình nhân cho chiều cao SO hả chị? Như vậy từ đây em tìm được SO luôn. SO đó chính là 3V chia A bình phương. 3V là 3 nhân cho A mũ 3 tại thể tích nó cho rồi trên 2 căn 3 rồi chia A bình. Như vậy thì mình sẽ được 3 trên căn 3 là còn căn 3, căn 3 trên 2 hả chị? Căn 3 trên 2A. Đó là chiều cao SO. Tiếp tục nó nói là dạ. À, sao sao chứ chị? À đúng rồi. Tứ giác đều thì đấy phải là hình vuông nha chị. Bất kể chị không phải là tứ giác đều nữa mà chẳng hạn như đó là hình chớp đều thì đáy của mình sẽ là đa giác đều nha chị. Thì thường mình chỉ có hai loại đáy thôi, nếu mà đáy là tam giác thì nó sẽ là tam giác đều, còn nếu đáy là tứ giác thì nó là hình vuông chứ không phải hình thoi nha chị. Hình thoi thì nó là bốn cạnh bằng nhau nhưng nó không phải là đa giác đều, tại vì mình muốn trở thành đa giác đều thì bốn cái góc cũng phải bằng nhau luôn. Hình thoi thì nó không bằng được, chỉ có hình vuông mới bằng được thôi. Rồi nó kêu mình tính góc giữa mặt bên và mặt đáy. Như vậy thì mình sẽ gọi trung điểm của cạnh CD ra anh chị. Thì lúc này góc giữa mặt bên và mặt đáy chính là cái góc này luôn. Mình chỉ cần tính nữa thôi. Từ em gọi điểm này là điểm H đi. Thì lúc này mình đã có SO mình có rồi. OH thì mình cũng có luôn anh chị. OH là một nửa của cạnh thôi. Như vậy nó sẽ là A trên 2. Và anh này là A căn 3 trên 2. Rồi, lúc này mình sẽ dùng tan tan lấy đối trên kề. Vậy tan của góc đó em đặt là góc H luôn. Bằng cạnh đối là A căn 3 trên 2 chia cho cạnh kề là A trên 2. Là cạnh mấy đây? À không phải, thiếu rồi. A căn 3 trên 2 rồi chia cho A trên 2 tức là nhân cho 2 trên A hết chị. Vậy A với A mất, 2 với 2 mất, mình chỉ còn lại căn 3 thôi. Mình suy ra được cái góc này bằng 60 luôn hả chị? Rồi, chọn câu A luôn. Rồi câu 41 nha chị. 41 này thì hình như giống với lại câu số 48 trong cái đề minh họa này. Cho khối nón tròn xoay có đường cao và bán kính luôn. Mặt phẳng B đi qua đỉnh thì nếu mà nó đi qua đỉnh nó sẽ cắt cái khối nón này theo cái tiếp diện là một cái hình tam giác cân hết chị. Rồi đầu tiên em vẽ cái đường tròn đáy trước nè. Rồi em cứ vẽ cái nét liền luôn hết chị. Rồi đi qua đỉnh thì nó sẽ cắt cái đường tròn đáy theo một cái tiết diện là tam giác cân như thế này. Mình sẽ gọi tên đó. Chẳng hạn như cái đỉnh là S này. Chỗ này là A, chỗ này là B. Như vậy thì tiết diện của mình sẽ là tam giác SAB. Chỗ này O. Rồi chiều cao H bằng 20, bán kính đáy là 12. Rồi không phải, bán kính đáy là 25 chứ. Nó nói là mặt phẳng B đi qua đỉnh và cách tâm O của đáy một khoảng là 12 cm. Và em sẽ gọi cái điểm H là trung điểm của AB. Mình sẽ kẻ SH hết chị. H là trung điểm của AB. Rồi, mình nối SH lại. Thì từ SH là đúng rồi. Thì cái đoạn này chính là khoảng cách hết chị.
chẳng hạn như mình gọi OK đi, thì mình sẽ có ngay OK, nó chính là khoảng cách. Như vậy bài này nó OK là 12. Như vậy khi mà mình có SO rồi, có OK rồi, như vậy mình sẽ tìm được OH luôn hả chị. Mình có một phần OK bình bằng một phần SO bình cộng một phần OH bình. Vậy từ đây em mới suy ra một phần OH bình nó chính là một phần OK bình trừ một phần SO bình thôi. Rồi mình bấm máy tính luôn. Một phần OK chính là một phần 12 bình phương là 144 nè. Trừ một phần SO bình là 20 bình là 400. Là một phần 225, như thế này là 15. Nghịch đảo lên là bằng 225, như vậy lấy căn của 225 hết chị. 15 đúng rồi nè. Như vậy từ đây em sẽ suy ra một phần OH bình là một phần 225. Cho nên em sẽ suy ra được OH bằng 15 hết chị. Rồi. Khi mà mình có OH rồi thì em sẽ tính được SH hơn Pythagore. Mình có SH chính là căn của OH bình cộng SO bình. Là 20 bình cộng cho 15 bình. 20 15 bằng 25 luôn, à, số đẹp luôn rồi. Được rồi. SH bằng 25. Sau khi mình có SH rồi nó kêu mình là tính diện tích của cái thiết diện, như vậy là tính cái diện tích của tam giác SAB thôi hả chị. Rồi nhưng mà SH mình có rồi, như vậy thì điểm H lại là trung điểm nữa, như vậy mình chỉ cần tìm cái AB nữa là xong rồi. Rồi thì em nói chỗ này là mình có AB nó sẽ bằng 2 lần HB thôi. Mà HB thì nó chính là căn của OB bình phương trừ cho OH bình hả chị. Rồi như vậy AB này bằng 2 lần HB, chính là 2 lần HB là OB bình trừ OH bình. Rồi. Vậy bằng 2 lần OB chính là bán kính R. Bài này nó cho bán kính R là 25, vậy 25 bình phương lên 23 là 625 này, trừ cho OH bình. OH hồi nãy mình tính được là 15 bình phương là 225. À, chỗ này là bằng 400, 400 là lấy căn là 20 nhân 2 là 40 luôn. Dạ rồi, như vậy có AB rồi, có SH luôn rồi, như vậy diện tích của tam giác SAB bằng 1 phần 2 AB nhân SH hay chị. 1 phần 2 nhân 40 nhân SH là 25. 20 nhân 25 500. 500. Dạ rồi.